OC đoạn 8, hãy báo động. Hãy thổi kèn báo động, tai họa sẽ giáng xuống nhà Chúa, như đại bàng lao xuống bắt mồi. Vì chúng đã không giữ giao ước ta và đã vi phạm luật pháp ta, chúng sẽ kêu cầu ta rằng, lạy Đức Chúa Trời của con, chúng con biết Ngài. Chúng con là Israel đây. Israel đã loại bỏ điều tốt, nên quân thù sẽ truy kích nó. Chính quyền không được chấp nhận và dân thờ hình tượng. Chúng đã lập các vua, nhưng ta không chấp nhận các vua đó. Chúng đã lập các quan, nhưng ta chẳng bằng lòng những kẻ đó. Chúng đã lấy bạc và vàng đúc nên các tượng thần để thờ lạy. Chúng đã làm cho chúng bị diệt vong. Hỡi Samari, tượng bò con vàng của ngươi đã bị loại bỏ. Cơn giận của ta bừng lên nghịch lại chúng. Biết đến bao giờ chúng mới được coi là vô tội? Thật vậy, con bò con đó do Israel tạo ra. Một thợ đúc tượng đã làm ra nó. Vật đó chẳng phải là Đức Chúa Trời. Tượng bò con ở Samari đó phải bị đập vỡ ra từng mảnh vụn. Vì chúng đã gieo gió nên chúng phải gặt bão. Chúng giống như cây lúa, không sinh ra hạt lúa. Nó chẳng sản xuất ra gạo. Nếu nó có được hạt lúa chắc nào, quân ngoại xâm sẽ nuốt mất. Israel bị nuốt mất. Bây giờ chúng như một đồ vô dụng ở giữa các dân. Vì chúng đã đi lên nhờ cậy Assyria, nên chúng đã làm cho mình thành con lừa hoang lủi thủi một mình. Ép-ra-im đã bán thân để có được những người yêu. Phải, dù chúng đã bán mình cho các dân, bây giờ ta sẽ gom nhóm chúng lại. Chúng sẽ bị khốn khổ một thời gian dưới quyền lực của vua các quan tướng ngoại bang. Tôn giáo có hình thức nhưng không có thực chất. Ép-ra-im đã lập nhiều bàn thờ để dâng các của tế lễ chuộc tội. Các bàn thờ ấy đã trở thành những chỗ chúng phạm tội, mặc dù ta đã viết cho nó biết bao luật lệ. Chúng đã coi tất cả các luật lệ ấy đều xa lạ. Chúng dâng các của tế lễ lên ta. Chúng dâng thịt và ăn thịt con vật hiến tế, nhưng Chúa không nhậm các lễ vật của chúng. Bây giờ Ngài nhớ lại tội lỗi của chúng. Ngài sẽ đoán phạt chúng vì tội lỗi của chúng. Chúng sẽ trở lại Ai Cập. Israel đã quên đấng tạo dựng ra mình. Nó mãi lo xây dựng các cung điện, còn Juda cứ lo xây dựng thêm nhiều thành kiên cố. Nhưng ta sẽ sai lửa đến trên các thành của nó. Lửa sẽ thiêu đốt các thành trì kiên cố của nó. OC đoạn 9, bị lưu đày vì cứ phạm tội. Hỡi Israel, chớ vui mừng, đừng hớn hở như các dân, vì ngươi đã bỏ Đức Chúa Trời của ngươi mà đi làm điếm. Ngươi yêu thích tiền công làm điếm tại mỗi sân đập lúa. Sân lúa và bồn nho sẽ không nuôi chúng. Chúng sẽ thất vọng vì không được uống rượu mới. Chúng sẽ không được ở trong đất của Chúa. Nhưng Ép-ra-im sẽ trở lại Ai Cập. Chúng sẽ ăn các thức ăn bất khiết ở Assyria. Chúng sẽ không còn cơ hội để đổ rượu hiến tế dâng lên Chúa. Các của tế lễ của chúng sẽ không làm Ngài vui lòng. Các của tế lễ đó sẽ như bánh trong nhà tan chế. Tất cả những ai ăn bánh đó sẽ trở nên ô uế, vì bánh đó chỉ dành để nuôi sống, chứ không được mang vào nhà Chúa. Các ngươi sẽ làm gì trong những ngày đại lễ, tức trong những ngày lễ trọng thể để tôn kính Chúa? Vì, này, chúng sẽ ra đi sau khi đất nước bị tàn phá. Ai Cập sẽ gom chúng lại, Memphis sẽ vùi thay chúng. Các bụi gai sẽ bao trùm những món đồ quý báu bằng bạc của chúng. Các cây gai sẽ mọc lên trong các lều của chúng. Tiên tri của Chúa bị khủng bố. Những ngày đoán phạt đến rồi, những ngày báo trả đến rồi. Israel sẽ biết điều ấy. Vị tiên tri điên rồi, người được linh ứng khùng rồi. Ngươi nói thế vì tội lỗi ngươi quá nhiều, vì lòng thù ghét trong ngươi quá lớn,
vị tiên tri là người canh gác Ép-ra-im cho Đức Chúa Trời của tôi. Thế mà các cạm bẫy đã cài khắp các nẻo đường người ấy đi qua. Ngay cả trong nhà của Đức Chúa Trời, người ấy cũng bị chống đối kịch liệt. Họ đã làm cho mình đắm sâu trong sa đoạn, giống như trong những ngày họ ở Gibea. Ngài sẽ nhớ lại tội lỗi họ. Ngài sẽ đoán phạt họ vì những tội lỗi họ. Hình phạt xưa và nay, ta đã tìm được Israel như người ta tìm được những trái nho trong đồng hoang. Ta đã xem tổ tiên các ngươi như những trái đầu mùa của cây vả. Nhưng khi chúng đến Ba Anh Bê-ô, chúng đã hiến chúng cho một đồ gớm ghiếc. Chúng đã trở thành gớm ghiếc như đồ gớm ghiếc chúng mến yêu. Vinh hiển của Ép-ra-im sẽ bay đi như con chim vụt bay đi mất. Sẽ không ai sinh sản, không ai mang thai, không ai thụ thai nữa. Ngay cả khi chúng nuôi các con của chúng cho đến trưởng thành, ta cũng sẽ cất mạng sống của chúng đi, cho đến khi không còn người nào nữa. Phải, khốn thay cho chúng khi ta lìa bỏ chúng. Đã có lần ta thấy Ép-ra-im như cây chà là được trồng trong nơi tốt đẹp. Nhưng nay Ép-ra-im phải mang con cái nó ra cho kẻ giết người. Lạy Chúa, xin ban cho họ. Ngài sẽ ban cho họ điều gì? Xin ban cho họ cái dạ sảy thai và hai bầu sữa mẹ cạn khô. Mọi xấu xa tội lỗi của chúng đã lộ ra ở Gilgal. Tại đó ta ghét chúng, bởi vì những việc gian ác của chúng. Ta sẽ đuổi chúng ra khỏi nhà ta. Ta sẽ không thương yêu chúng nữa. Tất cả những kẻ lãnh đạo của chúng đều là phường phản loạn. Ép-ra-im bị đánh, rễ của chúng khô queo. Chúng sẽ không sinh ra trái. Cho dù chúng có sinh ra được đứa con nào, ta cũng sẽ làm cho đứa con yêu quý của lòng chúng sớm qua đời. Vì họ đã không nghe lời Ngài, nên Đức Chúa Trời của tôi sẽ loại bỏ họ. Họ sẽ thành những kẻ lang thang phiêu bạt giữa các quốc gia. Ô-sê đoạn 10. Các hình tượng sẽ bị phá đổ. Israel là một cây nho tươi tốt. Nó sinh ra nhiều trái. Nhưng càng ra trái bao nhiêu, nó càng lập lên các bàn thờ nhiều bấy nhiêu. Đất nước của nó càng phồn thịnh bao nhiêu, nó càng dựng thêm nhiều tượng thần bấy nhiêu. Lòng chúng đã bị phân tâm rồi, nên bây giờ chúng phải chịu trách nhiệm về tội của chúng. Ngài sẽ phá đổ các bàn thờ của chúng. Ngài sẽ đập tan các tượng thần của chúng. Bây giờ chúng sẽ nói, chúng ta không có vua, bởi vì chúng ta không kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng giả như chúng ta có vua đi nữa, vua ấy sẽ làm được gì cho chúng ta? Chúng hứa hẹn thật nhiều. Chúng dùng những lời thề giả dối để lập các hợp đồng. Vì thế những vụ kiện nổi lên nhiều như cỏ dại mọc lên giữa các luống cày trong ruộng. Dân Samari sẽ than thở vì tượng bò con ở Beth Aven. Dân ở đó sẽ vì nó mà than khóc. Các tư tế của nó sẽ vì nó mà kêu gào. Vì vinh hiển của nó đã lìa khỏi nó, chính nó sẽ bị mang qua Assyri để làm vật triều cống cho vị vua ở đó. Ép-ra-im sẽ bị sỉ nhục, Israel sẽ bị xấu hổ vì tin vào các thần tượng vô tri của chúng. Còn vua Samari sẽ bị dứt tiệt như cọng rác trôi bồng bềnh trên mặt nước. Các tế đàn trên những nơi cao ở Aven, nơi tiêu biểu cho tội lỗi của Israel, sẽ bị phá hủy. Các cây gai và các bụi gai sẽ bao lấy các bàn thờ của chúng. Bây giờ chúng sẽ nói với các núi, xin phủ lấp chúng tôi, và với các đồi, xin đổ xuống trên chúng tôi. Tội lỗi gây hậu quả thảm khốc cho đất nước. Hỡi Israel, ngươi đã phạm tội từ những ngày ở Gibea. Từ đó đến nay, chúng vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi như vậy. Chẳng phải trận chiến chống lại những con cái tội lỗi ở Gibea đã bắt kịp chúng rồi sao? Khi nào ta muốn, ta sẽ sửa phạt chúng. Các nước sẽ quần tụ tiến đánh chúng để bắt chúng làm nô lệ vì tội nặng gấp đôi của chúng. Ép-ra-im là con bò cái tơ đã thuần hóa.
Nó thích đạp lúa, nhưng ta đã máng một cái ếch vào chiếc cổ xinh đẹp của nó. Ta sẽ bắt nó phải kéo cày. Giuđa sẽ kéo cày, Gia-cốp sẽ kéo bừa. Hãy gieo cho mình đức công chính, hãy gặt lấy lòng thương xót, hãy canh tác đất bị bỏ hoang của ngươi, vì đây là lúc tìm kiếm Chúa, để Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi. Các ngươi đã gieo gian ác, các ngươi đã gặt thảm họa, các ngươi đã ăn trái của sự gian dối, bởi vì ngươi đã cậy vào đường lối của ngươi. Ngươi đã cậy vào đạo quân đông đảo hùng mạnh của ngươi, cho nên náo loạn sẽ nổi lên giữa ngươi, và tất cả các thành trì của ngươi sẽ bị phá hủy, như sanh mang đã tiêu hủy bết ạc bên. Trong ngày giao tranh, khiến cả mẹ lẫn con đều bị tan xương nát thịt. Đó là những gì sẽ xảy đến cho ngươi, hỡi Bê Tên, bởi vì tội ác của ngươi quá lớn. Khi ngày ấy vừa ló dạng, vua Israel sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ô-sê đoạn 11. Kẻ vong ân bạc nghĩa bị báo trả. Khi Israel còn là một trẻ thơ, ta yêu thương nó. Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Các đầy tớ ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy sang họ bấy nhiêu. Chúng dâng các của tế lễ cho ba anh và dâng hương cho các hình tượng. Dầu vậy, chính ta đã dạy chúng chập chững bước đi. Ta đã bồng ẩm chúng trong tay ta, nhưng chúng chẳng muốn biết rằng ta đã chữa lành chúng. Ta đã dùng những dây thân ái và những giải buộc yêu thương kéo chúng về. Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng. Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn. Không, chúng phải trở lại Ai Cập, và Assyri sẽ là vua của chúng, bởi vì chúng đã khước từ trở về với ta. Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng, các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan, mọi kế hoạch của chúng sẽ bị hỏng. Dân ta đã quyết lòng lìa bỏ ta, mặc dù chúng gọi ta là đấng tối cao, nhưng không ai trong chúng tôn cao ta. Đức từ bi vô lượng của Chúa, hỡi Ê-phra-im, ta nỡ nào từ bỏ ngươi. Hỡi Israel, ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác. Làm sao ta có thể biến ngươi ra như ác ma? Làm sao ta có thể khiến ngươi thành như Sê-bo-im? Lòng ta chùng lại trong ta, lòng thương xót của ta được nhen nhúm lên rồi. Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phần phần của ta. Ta sẽ không tiêu diệt Ê-phra-im, vì ta là Đức Chúa Trời chứ không phải phàm nhân. Ta là đấng thánh ở giữa ngươi, vì ta sẽ đến không phải trong cơn phẫn nộ. Chúng sẽ bước đi theo Chúa, đấng gầm lên như sư tử. Khi Ngài gầm lên, các con cái Ngài từ phương Tây sẽ run rẩy kéo về. Chúng sẽ run rẩy kéo về như đàn chim từ Ai Cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ Assyri bay về. Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng, Chúa phán. Một quá trình phản nghịch, Ê-phra-im đã bao quanh ta bằng những lời giả dối, còn nhà Israel thì dùng sự dối gian. Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Đức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với đấng thánh. Ô-sê đoạn 12. Ê-phra-im cứ lo đóng gió để trở cờ. Suốt ngày nó cứ đuổi theo ngọn gió đông, càng ngày nó càng gia tăng sự dối trá và bạo tàn. Nó kết ước với Assyri và chở dầu qua cung cấp cho Ai Cập. Chúa đang hạch tội Giu-đa. Ngài sẽ phạt Gia-cốp tùy theo các đường lối của ông. Ngài sẽ báo trả ông tùy theo các việc làm của ông. Khi còn trong lòng mẹ, ông đã nắm gót của anh mình. Khi đã trưởng thành, ông lại vật lộn với Đức Chúa Trời. Phải, ông đã vật lộn với thiên sứ và ông đã thắng. Ông đã khóc và van nài đấng ấy ban ơn cho ông. Tại Bê-tên, ông đã gặp Ngài. Tại đó Ngài đã phán với ông: Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời của các đạo quân.
danh phải ghi nhớ muôn đời của Ngài là Chúa. Vậy, khá trở về với Đức Chúa Trời của ngươi, hãy bám chặt lấy tình thương và công lý, và hãy luôn luôn trông cậy vào Đức Chúa Trời của mình. Một thương gia trong tay nó cầm cây cân không thật, nó thích bóc lột người khác. Ép-ra-im nói, này, ta đã trở nên giàu có rồi, bởi sức lực của ta đã tạo nên cơ nghiệp này. Bây giờ không ai có thể bảo rằng ta có tội được, cho dù những việc ta làm là tội lỗi đi chăng. Tuy nhiên ngươi hãy nhớ rằng ta là Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi. Ta có thể đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Ta cũng có thể làm cho ngươi phải trở lại sống trong các lều cách dễ dàng, giống như những ngày ngươi dự đại lễ lều tạm vậy. Ta đã phán dạy qua các tiên tri. Ta đã cho ngươi nhiều khải tượng. Ta đã ban các chuyện sống thật để các tiên tri minh họa cho sứ điệp. Nhưng tội lỗi đã đầy tràn ở Gilead. Tại đó chúng thờ lạy các thần tượng hư không. Chúng dâng các bò đực làm của tế lễ ở Gilgal. Thật vậy, các bàn thờ dâng các con vật hiến tế nhiều như sỏi đá nơi các luống cày trong đồng ruộng. Gia-cốp trốn đến đất Aram. Tại đó Israel đã làm thuê để được vợ. Để được một người vợ, ông đã phải chăn thuê. Chúa đã dùng một vị tiên tri để đem Israel lên khỏi Ai Cập. Ngài đã dùng một vị tiên tri để chăn dắt ông. Ép-ra-im đã chọc cho Ngài phải nổi cơn thịnh nộ, cho nên Ngài sẽ bắt nó phải lãnh lấy hậu quả của tội làm đổ máu nó gây ra. Chúa của nó sẽ báo trả trên nó những gì nó làm nhục Ngài. Ô-sê đoạn 13. Hình phạt không ngừng giáng trên Israel. Khi Ép-ra-im lên tiếng, người ta run sợ. Đã có một thời nó rất được tôn trọng ở Israel, nhưng nó đã mắc phải tội thờ phượng Ba Anh nên nó phải chết. Bây giờ chúng càng ngày càng phạm tội nhiều hơn. Chúng đã đúc cho chúng các tượng bằng bạc để thờ. Đó là các hình tượng do chúng tưởng tượng tạo ra. Tất cả các hình tượng đó đều là sản phẩm của những tay thợ khéo. Chúng bảo, hãy dâng của tế lễ cho các thần này. Dân chúng nghe theo và sắp mình hôn các tượng bò con đó. Vì thế chúng sẽ giống như sương mù sáng sớm, như sương mai biến mất khi nắng lên, như trấu rác bị gió cuốn đi nơi sân đập lúa, như khói tan nơi ống khói đầu nhà. Dù vậy, ta vẫn là Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi. Từ khi ngươi còn trong đất Ai Cập, ngoài ta, ngươi sẽ không biết thần nào khác, và ngoài ta chẳng có một đấng giải cứu nào. Ta đã biết ngươi trong đồng hoang, trong một miền đất khô khan nắng cháy. Ta đã đem chúng vào đồng cỏ để chúng được ăn uống no nê. Nhưng khi chúng đã no nê, lòng chúng bắt đầu lên mình kiêu ngạo. Vì vậy chúng đã quên ta. Do đó ta sẽ trở nên như một con sư tử đối với chúng. Như con beo, ta sẽ rình rập chúng bên đường. Ta sẽ vồ lấy chúng như gấu mẹ giận dữ lúc các gấu con bị cướp. Ta sẽ xé thay chúng ra cho lòi cả tim gan. Ta sẽ ăn nuốt chúng như sư tử ăn con mồi bắt được. Ta sẽ cắn xé chúng như thú rừng cắn xé thịt mồi. Hỡi Israel, ngươi đã làm cho mình bị diệt mất. Ngoài ta ra, ai có thể giúp ngươi? Bây giờ vua ngươi đâu rồi, để hắn cứu ngươi? Các quan tướng trong các thành của ngươi, những kẻ mà ngươi đã nói, xin ban cho tôi một vua và các quan tướng đâu rồi, để chúng bảo vệ ngươi. Ta đã ban cho ngươi một vua trong khi ta giận. Ta đã cất lấy mạng của vua ngươi trong cơn thịnh nộ của ta. Sự gian ác của Ép-ra-im được gói lại đem để dành ở đó. Tội lỗi của nó được chất vào kho chờ mang ra sửa phạt trong tương lai. Những đau đớn như cơn đau của sản phụ lúc lâm bồn sắp sửa xảy đến với nó. Nhưng nó giống như đứa con chẳng chút khôn ngoan. Đến thời điểm chào đời mà nó vẫn không chịu chui ra khỏi lòng mẹ. Ta phải mua chuộc chúng từ quyền lực của âm phủ sao?
ta phải cứu chuộc chúng khỏi nanh vuốt của tử thần sao? Hỡi tử thần, các tai họa của ngươi đâu rồi? Hỡi âm phủ, sự tàn diệt của ngươi đâu rồi? Lòng thương xót đã bị che khuất khỏi mắt ta rồi. Dù nó được thành công hơn các anh em nó, ngọn gió đông nóng bỏng cũng sẽ tới. Một ngọn gió phỏng của Chúa sẽ từ sa mạc thổi đến. Bây giờ các nguồn nước của nó sẽ cạn khô, các suối nước của nó sẽ nứt nẻ. Tất cả những gì quý báu trong kho của nó sẽ bị cướp đoạt mang đi. Samari sẽ chuốc lấy tội lỗi của nàng, vì nàng đã giấy loạn chống lại Đức Chúa Trời của nàng. Chúng sẽ ngã chết vì gươm. Các con thơ của chúng sẽ bị đánh tan xương nát thịt. Các phụ nữ mang thai sẽ bị mổ bụng thảm thương. Ô-sê đoạn 14. Tha thiết mời gọi ăn năn. Hỡi Israel, hãy trở lại với Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi, vì ngươi đã ngã nhào bởi tội lỗi của ngươi. Hãy chuẩn bị những lời cầu nguyện cho mình và khá trở về với Chúa. Hãy thưa với Ngài rằng, xin cất bỏ mọi tội lỗi của chúng con. Xin lấy đức nhân từ của Ngài mà chấp nhận chúng con, để chúng con dâng lên Ngài các của lễ bằng bông trái của môi miệng chúng con. Assyri sẽ không thể cứu chúng con. Chúng con sẽ không cởi chiến mã xông ra chiến trận. Chúng con sẽ không gọi công việc của tay chúng con là thần của chúng con. Vì chỉ ở trong Ngài, kẻ mồ côi mới tìm được ơn thương xót. Chúa bày tỏ ơn tha thứ. Ta sẽ chữa lành cho chúng khỏi tội bất trung. Ta sẽ yêu thương chúng hết lòng, vì cơn giận của ta đã quay khỏi chúng. Ta sẽ như sương mốc cho Israel. Nó sẽ nở hoa đẹp tươi như hoa huệ. Rễ nó sẽ ăn sâu như các cây rừng li băng. Các cành nó sẽ tỏa rộng. Nó sẽ tươi đẹp như cây ô liu. Hương thơm của nó sẽ tỏa lan như cây rừng li băng. Một lần nữa, chúng sẽ sống dưới bóng mát của ta. Chúng sẽ mọc lên như hạt giống trong ruộng lúa. Chúng sẽ trổ hoa như cây nho. Hương thơm của chúng sẽ như cây nho ở li băng. Hỡi Ephraim, ta sẽ làm gì nữa với các thần tượng của ngươi? Chính ta đã đáp lời cầu xin của ngươi và chăm sóc ngươi. Ta như một cây bách mãi mãi xanh tươi. Nhờ ta, ngươi mới có thể đơm hoa kết quả. Những ai khôn ngoan sẽ thông hiểu các điều này. Những ai thông sáng sẽ hiểu biết chúng. Các đường lối của Chúa luôn luôn đúng. Những người ngay thẳng sẽ bước đi trong chúng, nhưng những kẻ bội nghịch sẽ ngã nhào trong chúng.